Chương 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lần trước Đỗ Minh quen bạn trai đã cách đây 3 năm, lý do chia tay là vì đối phương ngoại tình, còn quen một lần năm đứa, không biết kiếp trước thằng cha đó có phải là bạch tuột tinh hay không nữa. Một mình 3 năm, Đỗ Minh tu thân dưỡng tính, khi cùng bạn bè hợp mặt, cũng không đề cập đến chuyện tìm đối tượng mới, mắt nhìn mấy đứa bạn bạn tán nào là mình đã có bạn đời, cậu một chút cũng không vội, hợp mặt thì nên ăn uống quậy phá, một chút cũng không cảm thấy mình cơ đơn chiếc bóng Cậu không vội, bạn cậu lại gấp Cậu ta khuyên, Đỗ Minh, mày cũng lớn rồi Sao còn chưa chịu tìm một tấm chồng nuôi mày đi Đỗ Minh chỉ mới có 27 tuổi, vẫn còn trẻ Sao trong miệng của tụi nó mình lại trở thành một gã đàn ông hoa tàn bướm lụi vậy Cậu ta nói, đừng bởi vì một thằng đàn ông mà đánh mất tin tưởng với tình yêu Có ba chân khó tìm, đàn ông hai chân ở đâu chẳng có Cậu nhất định phải thanh minh cậu không tìm bạn trai là vì yêu đương rất phiền toái, nếu không cậu cũng không ở một mình ba năm như vậy, đứa bạn thứ ba thấy trên mặt cậu không biểu lộ gì, liền biết cậu nhất định không nghe vào. Cái khác không nói, một mình mày làm sao giải quyết vấn đề a? À? tao cũng bội phục mày thật, rõ ràng đã từng thử qua súng thật của nam nhân, còn có thể chịu đựng loại dụng cụ lạnh lẽo đó để an ủi mình. Đỗ Minh phát hỏa, đá vào đầu gối hắn một cước, hắn đau đến nhe răng nhếch miệng, vào ban đêm, Đỗ Minh tự lưng vào giường, nhìn ngăn kéo trên đầu giường chứa đủ loại dụng cụ lớn nhỏ, hình dạng, màu sắc, công năng, hình thức đều khác nhau, thở dài. Chơi đồ giả lâu rồi, lúc đầu còn thấy thích, bây giờ chẳng còn chút hứng thú. Cậu chọn trái chọn phải cũng không chọn được cái nào vừa mắt, chỉ có thể sờ sờ mũi đóng ngăn tủ lại, rời khỏi năm nhân lâu rồi, lâu đến nỗi cậu đã quên luôn đại nhục bổng tráng kiện cứng trắng nóng bỏng có hương vị gì, đổ minh nằm ở trên giường tràn trọc đến gần sáng, đồng hồ sắp điểm 5 giờ cuối cùng không chịu nổi dục hỏa dày vò, lấy một tốc độ xét đánh không kịp bưng tay tải một phần mềm hẹn hò 419 dành cho gay, chỉ tiếc bây giờ là ban đêm. Mọi người đang ngủ cũng không có ai ôn, người không. Ngủ cũng đã có bạn, cho nên cậu tìm nửa ngày, chỉ tìm thấy một người, ID là tinh tế phiến ngư, trong tư liệu chỉ có ba con số, 185, 80, 18, phiên dịch cho dễ hiểu thì là, số đo chiều cao 185, nặng 80kg, 18 tuổi, 18 tuổi, Đỗ Minh biểu môi, mấy thằng nhóc mới 18 tuổi cũng biết hẹn hò 419 sao, tuổi trẻ bây giờ thật sự khó lường. Nhưng ai bảo cậu đang dục hỏa khó nhìn chứ, cũng chỉ đành tìm một người chữa cháy thôi, Đỗ Minh chán chường thêm bạn với đối phương, chỉ đơn giản là giết thời gian, nếu có thể nói chuyện một lát, cũng có thể giảm bớt tịch mịch, tinh tế phiến ngư nhanh chóng đồng ý kết bạn, Đỗ Minh đến lời khách sáo cũng lười nói, câu đầu tiên chính là cho tôi ảnh chụp của cậu tinh tế phiến ngư cũng không mắng cậu cấp bách cực kỳ sảng khoái gửi qua một tấm ảnh không mặc áo trên màn hình một nửa cơ thể hoạt sắc sinh hương nam tính được che giấu trong bóng râm nhưng lại lộ ra một nửa thân thể duyên dáng đầy đủ khác đỗ minh thèm đến nhỏ dãi cậu nhìn không chỉ nước miếng rớt đến nước ở bên dưới cũng tiết ra nếu được một cơ thể như vậy ông lấy từ phía sau dùng sức xuyên xỏ Thật sự có ép khô dịch thể cậu cũng cam lòng, một cơ thể cường tráng mỹ vị như vậy, cho dù gương mặt là của Vương Bảo Cường, Đỗ Minh cậu cũng chịu, Đỗ Minh bị tấm hình này làm cho cả người ngứa ngáy, hận không thể nhào đến trước đối phương để làm một phát. Nhưng thấy tuổi của đối phương 18 tuổi, thật là tuổi thật sao? Đừng nói là vị thành niên, lên giường như vậy cũng phạm tội a, à. không biết em trai này luyện bằng cách nào, dáng người có thể tốt như thế, Đỗ Minh rất nghiêm túc khách sáo nói. Em trai rốt cuộc em bao nhiêu tuổi vậy? Cơ thể này không giống như của một cậu nhóc 18 tuổi nha, Tinh tế Phiến Ngư trả lời. Ai nói tôi 18 tuổi, Đỗ Minh nói. Chính cậu viết trên tự liệu 185, 80, 18, không phải là 18 tuổi à, Tinh tế Phiến Ngư trở về một câu. Ha ha, đó là chỉ 18 cm, Đỗ Minh, Đỗ Minh. Được nha. Lúc nào thì anh rảnh, cuộc hẹn lần này tính từ lúc kết bạn đến hẹn thời gian cũng chưa đến 5 phút. Đỗ Minh nhìn tên khách sạn trên màn hình đối phương gửi tới, buông di động, cuối cùng cậu cũng có thể yên tâm mà ngủ. Thứ sáu sau khi tan tầm, Đỗ Minh vội vàng mang túi công văn về nhà, thay một bộ quần áo thoải mái, khẩn cấp chạy đã khách sạn đã hẹn. Chỗ đó là một khách sạn năm sao trang hoàng tráng lệ, dưới sàn sạch sẽ đến có thể in cả bóng, sofa nghỉ ngơi mềm đến chỉ muốn nằm trên đó cả ngày nếu là ba năm trước đỗ minh dùng cả gia tài cũng không đến được cánh cổng nhưng đã qua ba năm cậu cũng được coi là một nửa thành công dù sao hai người hẹn đến khách sạn cũng chia đôi tốn chút tiền mà được thể nghiệm một cuộc làm tình cực độ xa hoa coi như cũng đáng giá kim đồng hồ dần dần đến gần thời gian đã định đỗ minh ngồi trên sofa nhìn chung quanh có chút đứng ngồi không yên rõ ràng còn chưa nhìn thấy người mà một cổ nhiệt đã truyền khắp nơi mấy buổi tối này mỗi lần nhìn tấm ảnh tinh tế phiến ngư gửi cho thì trong lòng cậu đã khó nhìn, cậu thật muốn nhìn thấy đối phương, đầu tiên cưỡi lên người hắn, cầm súng lục đầy đạn bắn lên trên cơ bụng tám múi hoàng mỹ của hắn, may mà tinh tế phiến ngư cũng là người tuân thủ thời gian, 5 phút trước khi đến giờ hẹn, một thanh niên cao ráo cường tráng mặt quần bò áo trắng bước vào khách sạn, hắn tùy ý nhìn quét qua mọi người trong đại sảnh một lần, rất nhanh chạm phải ánh mắt của Đỗ Minh, hai. Người ai cũng chưa đưa hình của mình cho đối phương xem, nhưng chỉ cần nhìn đỗ minh đã biết nam nhân trước mắt tuyệt đối chính là đầu sỏ khiến lòng cậu ngứa ngáy cả tuần nay tinh tế phiến ngư hiển nhiên cũng nhận ra đỗ minh hắn cũng không phải rất đẹp trai may mà ngủ quan đoan chính dáng người cao ngất làn da rám nắng nhìn thôi cũng biết rất hay vận động cũng có thể giải thích được sao hắn còn trẻ mà lại có dáng người tốt như vậy tinh tế phiến ngư đỗ minh hỏi nam nhân gật gật đầu không hề vô nghĩa cầm thẻ phòng trong tay dẫn Đỗ Minh đến thang máy, đợi đến đi thang máy mở ra, hai người bên trong đã sớm giao truyền không thể tách rời. Tinh tế phiến ngư mạnh đến kinh người, hoàn toàn ông Đỗ Minh vào ngực, một tay đỡ lưng cậu, một tay đặt trên mông, Đỗ Minh cũng thuận theo hai chân quấn lấy thắt lưng của hắn, hai tay ông cổ đối phương, không ngừng cắn vành tay của nam nhân. May mà trên hành lang không có ai, nếu không cảnh này mà để người thấy tuyệt đối làm người ta kinh sợ, toàn thân Đỗ Minh như nhũng ra, cái mông vô ý thức vặn vẹo, đứa nhỏ bên dưới cũng đã cứng lên, chọc vào bụng nam nhân, mỗi một bước đều xuất ra một ít nước. Hậu huyện đã có kinh nghiệm chịu điều giáo lâu nay cũng tùy theo khép mở, bên trong cơ khác đã lâu, quần lót đều bị tiểu huyệt tham ăn hít vào, mau. Mau. Cậu thúc dục, cắn vào hầu kết của nam nhân, khẩn cấp muốn cùng nam nhân hợp nhất, mấy đứa bạn thật sự nói quá đúng, đã nếm qua côn THT của nam nhân, những dụng cụ băng lãnh làm sao có thể thỏa mãn được cậu áp lực của ba năm đến bây giờ hoàn toàn bùng nổ, nam nhân trước mặt có cánh tay cường tráng và cơ bụng hoàn mỹ, tất cả đối với Đỗ Minh đều tràn ngập dụ hoặc. Cậu cảm thấy mình quả thật giống như một con giả thú đang động dục, chỉ cần có ngửi được hương vị của nam nhân, liền không chịu được muốn một tay của tinh tế phiến ngư mở cửa, hai người lách mình đi vào, từ đầu đền cuối, Đỗ Minh như một cái đuôi cá, gắt gao khát cầu nam nhân, ở trên người hắn vặn vẹo, tứ chi dây dưa, một khắc cũng không dừng lại, cậu thật tuyệt. Đây là câu đầu tiên Tinh tế Phiến Ngư nói khi bọn họ gặp nhau, giọng nói khiêu gợi trầm thấp vang lên bên tai, khiến eo cậu lại nhuyễn thêm lần nữa, cuối cùng hắn cũng thực hiện nguyện vọng của Đỗ Minh, hung hăng đặt câu trên ván cửa, cánh tay to lớn ấm áp của nam nhân vuốt ve khắp người cậu, cởi bỏ từng nút áo sơ mi, hai điểm hồng liền bại lộ trong không khí, chân của Đỗ Minh còn không thể chống nổi thân thể của mình, cậu nghiêng đầu, dùng vai và má áp lên ván cửa, một tay xoa nắng đầu ngực của mình không ngừng lôi kéo xoay tròn, kích thích khiến cậu rên rỉ không ngừng, một tay còn lại kéo tay tinh tế phiến ngư qua, cùng cậu vuốt ve nam căng đã cứng trắng bên dưới. Bàn tay nam nhân như tràn ngập ma lực, chất lỏng trong suốt từ đầu đỉnh chảy ra, dính vào tay hai người, vạt áo sơ mi cũng bị làm ướt, tay khác của nam nhân bắt đầu cởi quần và quần lót của cậu, cặp mông trắng nõn lộ ra, cánh mông có giảng mềm mại đối với nam nhân rất có lực hấp dẫn, nam nhân đổi góc độ xoa nắng đóa hoa như kẹo đường. Một khắc cũng không ngừng. Bàn tay ma sát cánh mông giấy lên từng đợt dục hỏa, hai cánh hoa hoàng mỹ phủ đầy dấu đỏ, đây đều là kiệt tác của nam nhân, giữa hai cánh mông, tất nhiên là tiểu huyệt mất hồn kia, tinh tế phiến ngư thử thăm dò nơi đó một chút, ngón tay giống như xâm nhập vào một sơn tóc sâu thẳm, bất quá sơn tóc này được hình thành từ thịt, chỉ cần đùa dẫn một chút, điểm mất hồn ấy liền mở lớn hơn, tùy ý nam nhân ra vào mà không bị ngăn trở. Bản tính của Đỗ Minh hoàn toàn bị kích phát hậu huyệt thậm chí không. Cần bôi trơn, tự mình phân bố ra chất lỏng, câu dẫn ngón tay nam nhân tiếp tục xâm phạm mình. Nam nhân chỉ cần đẩy thêm hai cái liền tìm được điểm mẫn cảm của đổ minh, liên tục ấn vào nơi đó, bí huyệt lúc chặt lúc lỏng, cánh mông bị đùa dẫn đến giới hạn. Thẳng đến khi đổ minh mê sản, lớn tiếng gọi hảo ca 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 lại dùng sức, Cúc huyệt đổ minh bị đùa bẩn đến mềm mại trơn bóng, cậu rốt cuộc không nhìn được nữa, đưa mông về phía giữa hai chân của nam nhân, nhanh lên. Tiến vào. Cậu không nhịn được nữa, cậu đã muốn thứ thô to dài 18cm kia lâu lắm rồi, bây giờ, cậu chỉ cần côn THT nóng như lửa ấy cắm vào cơ thể mình, an ủi ba năm hư không, lấp đầy hậu huyệt trống rỗng, đem cậu như búp bê mà hung hăng chà đạp. Nam nhân thét lớn một tiếng, xem ra cũng nhịn không được dụ hoặc của cậu, chuẩn bị cầm súng ra trận. Chỉ nghe tiếng quần áo rơi xuống đất, nam nhân cởi đi quần áo đang giam cầm thân thể, Đỗ Minh không quay đầu, trong đầu vẽ nên hình ảnh nam căng 18cm cắm vào bên trong, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ ấy sắp phá vỡ cơ thể của mình, một giây, 5 giây, 10 giây, Đỗ Minh chờ mong cùng THT thật lâu cũng không thấy cắm vào, cánh tay đang đùa bẩn thân thể cũng dừng lại, cậu tưởng rằng nam nhân đang mất hứng, vội vàng bày mông mình ra, như chó con đang cầu hoang. Đỗ Minh mê loạn trên rỉ, biểu đạt khát vọng của mình, nhưng đổi lấy chỉ là trầm mặc của nam nhân. Rốt cuộc anh xảy ra chuyện gì? Đỗ Minh cũng không phải tốt tính gì cho cam, nhất thời có chút tức giận đang lúc dục hỏa đốt người mà không được thỏa mãn dù là ai cũng phải sinh khí, nam nhân chần chờ trong chốc lát, do dự mở miệng, xin lỗi a, à, hôm nay tôi đi vội quá, quên gắn đinh đinh vào. Bà tác giả bả nói ở trên mạng người ta thường nói kê kê chính là di di mà di di lại đọc gần giống đinh đinh, cho nên đinh đinh chính là cười mỉm. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.